Mến chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ review và chia sẻ cho anh chị và các bạn xem thêm 4 cái mẫu mà thuộc về đồ chơi dùng pin nữa. Rồi, mời các bạn xem chi tiết và màn hình nhé. Đầu tiên em sẽ review và giới thiệu đó là sản phẩm Lân Đi. Sản phẩm này nó hoạt động bằng 3 viên pin được lắp ở dưới cái chân của con Lân Đi á các bạn. Thì khi các bạn mua sản phẩm này về, các bạn tháo cái bịch ni lông ra và dở con lăn đi lên, ở dưới có cái chỗ lắp pin. Thì khi lắp 3 viên pin vào thì sản phẩm nó sẽ hoạt động, nó sẽ đi và cái miệng của con lăn đi nó sẽ cạp cạp, các bạn nhìn ha, giống như là mình đang múa lân á, giống như đang múa lân. Và xung quanh của con lăn đi thì nó cũng có đèn led, ngay thân cũng có đèn led và ngay con mắt của con lăn đi cũng có đèn led luôn nha anh chị và các bạn. Rồi các bạn xem chi tiết ha. Sản phẩm tiếp theo em muốn review đó là chiếc xe kem chuột mít khay. Sản phẩm này thì nó cũng hoạt động bằng 3 viên pin luôn các bạn và anh chị. Khi sản phẩm nó hoạt động thì nó cũng có rất là nhiều đèn led chiếu. Anh chị và các bạn chú ý nhìn nha, là chính giữa của chiếc xe kem là nó có 4 con chuột mít khay. Và cái 4 con chuột mít khay này là cái vòng tròn nó sẽ xoay được nha anh chị và các bạn. Khi nó xoay thì sản phẩm nó cũng phát ra tiếng nhạc và đèn led. Bánh xe thì nó cũng là bánh xe tròn, xoay 360 độ luôn. Gặp vật cản thì nó cũng tự động tránh ra dấu khác luôn. Anh chị cho các bạn xem ha. Thì sản phẩm này khi mình mua về là những cái chiếc cây kẹo mà thuộc về kẹo trái tim á. Anh chị cho các bạn xem trên cái chiếc xe ha, là nó nằm rời. Anh chị và các bạn sẽ lắp riêng vào nha, cho con em chúng ta chơi. Sản phẩm tiếp theo em muốn review đó là công chúa Bạch Tuyết. Thì khi sản phẩm nó hoạt động thì nó cũng có đèn led nè. Bánh xe thì bánh xe cũng bánh xe tròn, xoay 360 độ luôn. Thì cứ gặp vật cản là cái sản phẩm nó cũng tự động tránh cái chỗ khác. Anh chị và các bạn xem ha. Đó, khi nó chạy một xíu thì cái đầm của công chúa Bạch Tuyết nó sẽ xè ra. Và khi xè ra thì cái sản phẩm nó sẽ xoay, nó xoay được 360 độ luôn. Rất là dễ thương nha anh chị và các bạn. Và ở trên bên trên nó cũng có tay cầm luôn. Thích thì ba mẹ lắp tay cầm vào cho chúng ta đi chơi, còn không thích thì chúng ta tháo ra. Rồi, sản phẩm tiếp theo muốn review đó là cô gái xoay hai cánh. Sản phẩm này thì khi các bạn và anh chị mua về thì anh chị phải tháo bọc ra, và cái hai cánh là hai cánh gời nha, và các bạn phải lắp vào, lắp hai cánh vào ngoài sau lưng của cái cô gái á. Thì sản phẩm này khi nó hoạt động thì nó cũng có nhạc đèn led. Và bánh xe nó cũng là bánh xe tròn, cũng xoay 360 độ luôn. Đó, thì khi gặp vật cản thì nó cũng tự động tránh ra chỗ khác luôn. Thì ở dưới cái đầm của cô gái này thì có rất là nhiều đèn led. Những sản phẩm này là những sản phẩm mà thuộc về lồng đèn trung thu, và nó cũng là thuộc về cái đồ chơi dùng pin. Nếu như anh chị và các bạn con em chúng ta chơi thì lắp tay cầm vào, còn nếu như mình ở nhà mình chơi thì tháo tay cầm ra, thì con em chúng ta vẫn chơi được đồ chơi dùng pin. Thì hết pin thì sản phẩm này chúng ta thay pin thôi. Rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Rồi, cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái sản phẩm mới. Xin cảm ơn rất nhiều.